Quý cô bác tuổi Nhâm Dần kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Ngày hôm nay, mình là Tử Vi sẽ chia sẻ về quý cô bác vận trình tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 để giúp cho quý cô bác đốn lành, lánh dữ, có một tháng nhiều may mắn và sự như ý. Đại cát đại lợi. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ ra rằng đúng tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý cô bác tuổi Nhâm Dần gặp hung hóa cát, được nhiều may mắn, cát tinh phù trợ, có cơ hội gặp được quý nhân, trúng số, trúng thưởng là rất lớn. Về vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình, thì ngay sau đây xin mời quý cô bác tuổi Nhâm Dần cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tổng quan tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, thuộc mệnh kim, kim bạch kim, nghĩa là vàng trang sức. Thời điểm hoàng đạo để bản mệnh tuổi Nhâm Dần xuất hành là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành vào thời điểm này sẽ giúp cho mệnh chủ tuổi Nhâm Dần có công việc được thuận lợi, suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, thu được nhiều thành quả như ý, đại cát, đại lợi. Xem tử vi tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, bước sang tháng 6 âm lịch, thấy rằng sự nghiệp hanh thông, làm việc gì cũng thuận lợi. Thậm chí, bạn còn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của mình, trở thành người đáng tin trong tập thể. Mọi kế hoạch bạn đặt ra đều có những dấu hiệu tích cực, bạn tin tưởng vào bản thân và nhận được sự hỗ trợ của mọi người xung quanh. Sự nghiệp thuận lợi cũng kéo theo tài chính phát triển nhanh chóng, bạn có cơ hội nhận được nhiều khoản lương, thưởng nóng. Trong khoảng thời gian này, có người còn được cân nhắc tăng lương, khiến cuộc sống từ nay về sau có nhiều cải thiện. Người làm kinh tế cũng thu được lời từ những dự án đầu tư trước đó, từ những đơn hàng tấp nập, không dứt. Về tình cảm, tháng 6 âm lịch này, người tuổi Nhâm Dần cũng có nhiều đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là người độc thân, đa tài, đa nghệ, chú trọng ngoại hình nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác giới. Quan trọng là bạn phải tin tưởng để chọn ra ai là người phù hợp. Tuy nhiên, đối với những người tuổi Nhâm Dần đã lập gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ đẩy mình vào những mối quan hệ công việc phức tạp, ảnh hưởng tới cuộc sống hạnh phúc gia đình nhé. Và sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Trên 4 phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe, mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy, người tuổi Nhâm Dần, tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tháng này, bạn nên lên kế hoạch thực hiện các mục tiêu đã đặt ra từ trước đó, chỉ cần quyết tâm thực hiện thì sẽ thu được kết quả đáng mừng. Thời điểm này, nhờ có sự giúp đỡ của tam hội phù trợ, người tuổi Nhâm Dần xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh đi đến đâu cũng có người quen biết, ai cũng sẵn sàng giúp bạn một tay. Nếu như bạn gặp phải khó khăn, thậm chí quý nhân cũng sẽ bất ngờ xuất hiện và giới thiệu cho bạn những cơ hội quý giá. Ngoài ra, trong tháng có cát tinh đế vượng cũng đem tới nhiều tác động tích cực cho vận trình. Người tuổi Nhâm Dần nên biết đâu là thời cơ mà mình phải chấp lấy, nhờ đó bạn khẳng định được bản thân và tìm được chỗ đứng phù hợp với mình. Trong tập thể, cho dù không giữ vị trí lãnh đạo, bạn cũng dễ chiếm được lòng tin của mọi người, có khả năng mọi người đến với nhau bằng những mục tiêu chung. Những khó khăn thách thức cũng bất chợt xuất hiện trong tháng này, tuy nhiên bạn cũng không cần phải lo lắng, với kinh nghiệm phong phú, cũng như sự giúp đỡ của mọi người, bạn thực hiện mọi việc tuần, tự không bị bối rối, thậm chí tìm ra hướng giải quyết công việc hoàn toàn mới mẻ. Nếu như trong tháng này, bạn đang cần tìm đối tác để hợp tác làm ăn, thì tuổi phù hợp nhất cho Nhâm Dần đó là các tuổi Mậu Ngọ, Quý Hợi, Nhâm Dần, Canh Tuất là lựa chọn tuyệt vời cho bạn. Nếu kết hợp với các tuổi trên, công việc làm ăn của bạn sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi và đạt hiệu quả cao. Một điều quan trọng nữa là người tuổi Nhâm Dần được Phật bản mệnh là Phật Bồ Tát Hư Không Tạng. Phật Bồ Tát Hư Không Tạng được cho là vị Phật bản mệnh của người tuổi Nhâm Dần. Do đó, người có tuổi này nên thờ cúng tượng Bồ Tát Hư Không trong nhà
hoặc đeo mặt dây chuyền và tụng niệm thần chú hư không tạng thường xuyên. Để mang lại nhiều năng lượng tích cực trong tâm trí, những người tuổi Nhâm Dần nên mang bên mình Phật Bồ Tát hư không tạng, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si, còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến sự bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật Bồ Tát hư không tạng sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi Nhâm Dần chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi này sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cát, khi gặp điềm dữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Đeo bản mệnh Phật hư không tạng Bồ Tát có thể hiệp trợ giúp người tuổi Nhâm Dần hoàn thiện tính cách, học được sự ôn hòa, điều chỉnh tiết tấu cuộc sống chậm lại, tâm thái bình tĩnh hơn. Giúp người tuổi Nhâm Dần kiềm hãm sự bốc đồng, nóng nảy gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ bạn bè và đồng nghiệp. Phật hư không tạng Bồ Tát tượng trưng cho sự thông thái và trung thực, giúp người tuổi Nhâm Dần dung hòa sự bất ổn giữa tính cách thật thà và tính bộc trực, phát huy tối đa tính chăm chỉ, cần cù, giúp con đường sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng, được nhiều người xung quanh yêu mến. Khi bạn thỉnh Phật và đeo hình tượng Phật bản mệnh Phật hư không tạng Bồ Tát sẽ giúp bản thân tự liên hệ, tự hoàn thiện các phẩm chất nhân văn, sống hài hòa hơn mỗi ngày. Những quả phước thiện sẽ đè nén tất cả quả bất thiện khác, hoặc nếu quả xấu có hiện hành thì cũng trở thành nhỏ, không đáng kể, không nguy hại. Hãy duy trì hành thiện tránh ác, có thể thời điểm này bạn chưa được may mắn, nhưng nghiệp ác chắc chắn đã được giảm đi, và khi tích lũy đủ nhiều thì hạnh phúc, bình an sẽ đến. Về phương diện tài lộc, người tuổi Nhâm Dần bước sang tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023 này, vận trình tài lộc có nhiều điểm sáng. Tháng này, thầy tử vi dự báo đây sẽ là thời điểm mà nguồn nhu của người tuổi Nhâm Dần rất tốt, có thể nói là một tháng nhiều may mắn, bội thu về tài lộc, thoải mái chi tiêu mà không cần lo lắng hay cân nhắc quá nhiều. Dưới sự phù trợ của tam hội và đế vượng, đối với những người làm ăn, kinh doanh nhanh chóng nhận ra đâu là cơ hội mà mình cần phải nắm bắt ngay. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, dám nghĩ, dám làm mà bạn nhanh chóng vượt lên trên đối thủ, kiếm tiền về đầy túi. Các mối quan hệ rộng cũng giúp các kế hoạch mở rộng mạng lưới sản xuất, mở rộng thị trường của người tuổi Nhâm Dần trở nên suôn sẻ hơn. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, lại thêm chất lượng sản phẩm tốt và mẫu mã đa dạng, nên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đối tác, khách hàng. Đối với những người làm công nhân, nhân viên, công chức, viên chức, khả năng cao bạn sẽ nhận được một khoản thưởng nóng khá dư giả nhờ những thành tích cao trong công việc. Đây chính là lời khích lệ của lãnh đạo để bạn có thể giữ vững tinh thần làm việc tích cực trong thời gian sau đó. Tháng này vận khí của người tuổi Nhâm Dần rất tốt, có được các tinh trợ mệnh, thậm chí được thần tài báo mộng. Nhiều người có được lộc cách, có nhiều cơ hội sẽ kiếm được khoản tiền bất ngờ như trúng số, trúng thưởng, có lộc ăn uống. Đối với những người tuổi Nhâm Dần làm lãnh đạo, cũng giúp tập thể kiếm về một khoản tiền kha khá nhờ những quyết sách của bản thân. Khi những quyết định quan trọng đều nằm trong tay bạn, bạn biết mình phải làm gì để làm giàu, không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác nữa. Hướng tốt trong tháng là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam. Ngày cát hỷ là ngày 10 tháng 6 và ngày 15 tháng 6 âm lịch. Ngày xấu trong tháng là ngày 14 tháng 6 và ngày 21 tháng 6 âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo và các mối quan hệ, xem tử vi cho thấy người tuổi Nhâm Dần bước sang tháng 6 âm lịch có các tinh Thái Dương và Thiên Diêu chiếu mệnh sẽ đem tới vận đào hoa vượng sắc trong tháng này. Bản mệnh tuổi Nhâm Dần nhanh chóng mở rộng được các mối quan hệ xã giao, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Đối với những người tuổi Nhâm Dần còn độc thân, bạn có thể nhận được những lời làm quen của nhiều đối tượng khác giới. Bạn nên cởi mở để có thể trò chuyện với mọi người, rất có thể thông qua quá trình tiếp xúc, bạn sẽ nhận ra ai là người phù hợp với mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần tránh hành động bắt cá hai tay chỉ vì xung quanh mình có quá nhiều đối tượng để lựa chọn. Chỉ khi chân thành trong tình cảm, bạn mới phát triển được các mối quan hệ lâu dài đáng tin cậy. Đối với những ai đang có vợ, có chồng, vấn đề đào hoa quá vượng lại không phải điềm lành. Dù vợ chồng bạn thân thiết đến mấy thì cũng sẽ bị làm phiền bởi những đối tượng có hành động tiếp cận con giáp này. Bạn nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, không nên có mối quan hệ mập mờ với bất cứ ai. Ngoài hành động đó không chỉ gây tổn thương cho gia đình mà còn ảnh hưởng tới chính danh tiếng và công việc của bạn. Bạn cần phải biết giữ mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình mà mình đang có nhé. Về phương diện sức khỏe, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023, người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962,
tình hình sức khỏe về cơ bản tốt. Tháng này sức khỏe của người tuổi Nhâm Dần ổn định, không có nhiều vấn đề đáng lo. Nhưng trong thời điểm hiện tại, bạn nên ý thức được tầm quan trọng của sức khỏe để chăm chỉ rèn luyện thể dục, thể thao mỗi ngày, chứ không phải chỉ khi mệt mỏi mới nghỉ ngơi, chạy chữa. Thời điểm đào hoa vượng, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp với mọi người, không nên vui chơi tiệc tùng, ăn nhậu, rượu, bia quá nhiều sẽ gây áp lực cho sức khỏe như gan, dạ dày cũng như gây hao tổn tiền bạc, hư tổn khí huyết. Một số triệu chứng như nóng nảy, đổ mồ hôi, đêm lo lắng, khó ngủ, cao huyết áp và táo bón, cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, tiêu chảy đều có thể xảy ra. Do đó, để chữa những căn bệnh này trước tiên phải chữa khí, đa phần hiện tượng bệnh đều có biểu hiện của việc điều tiết làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể, vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường, chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh, để rồi tiêu diệt. Khi bị mắc các triệu chứng bệnh trên, nhất định không nên có tâm lý bực dọc, phải bình tĩnh, biết kiềm chế cảm xúc, tâm lý ổn định, thì máu huyết lưu thông, rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962, trong tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 6 âm lịch, năm Quý Mão 2023. Đầu tháng mới mang đến nhiều trải nghiệm mới, khuyến khích người tuổi Nhâm Dần bước ra khỏi vòng an toàn và khám phá cuộc sống ở nhiều chiều, nhiều khía cạnh mới. Thời điểm tháng 6 này là lúc thuận lợi cho công việc, cải tiến hoặc bắt đầu sự nghiệp, ai đang chăm chỉ làm việc sẽ được đánh giá đúng và đủ những đóng góp của mình đã được đãi ngộ tương xứng hơn. Xem lá số tử vi tiết lộ, 10 ngày đầu tháng này, người tuổi Nhâm Dần có lá số với những dấu hiệu mua bán tài sản, có thể là mua xe, mua nhà cửa, đất đai. Nếu có liên quan đến mua bán có giấy tờ pháp lý thì cần phải cẩn thận, đừng vì quá ham rẻ mà bị lừa gạt kẻo mất tiền. Về tình hình tài chính, trong khoảng thời gian này đặc biệt thăng hoa, bạn đưa ra được những quyết định tài chính lớn và giao dịch quan trọng, việc mở rộng hoặc khởi động kinh doanh rất phù hợp. Tại thời điểm này, nếu trước đây bạn đang có kế hoạch cho những thay đổi nhưng không dám thực hiện thì nay đã có thể bắt tay hành động rồi nhé. Thời gian này, nhiều người thể hiện tốt năng lực của mình nên có thể chiếm vị trí quan trọng cao trong tập thể và những việc mình đang làm. Sức khỏe nên được xem là một trong các trọng tâm của bạn vào lúc này. Thói quen ăn uống thiếu khoa học luôn tiềm ẩn nguy cơ các bệnh tật phát sinh, lâu dài khiến bạn hao tổn tiền bạc cho việc chữa bệnh. Quý nhân là tuổi Ngọ, tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Thân, tuổi Tỵ. Màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu nâu. Con số phát tài là số 26, số 76 và số 5. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6. Thời gian này thúc đẩy bạn thay đổi cuộc sống, chính bạn muốn trì hoãn cũng không được. Khuyến khích bản mệnh tuổi Nhâm Dần nên thể hiện lập trường riêng, đứng ở vị trí nổi bật và dẫn dắt người khác phải luôn biết nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải kiên trì nhẫn nại nhiều hơn so với trước đây, có thể thấy quá trình chuyển hóa này cần thời gian, chứ không thể vội vã. Nếu có đủ điều kiện thì nên ẩn mình trau dồi chuẩn bị thật tốt về cả trí tuệ lẫn thể lực, nhiều cơ hội quý trong sự nghiệp xuất hiện trong tháng mới. Thời gian này, bạn không chỉ tích góp được nhiều tiền tài mà còn thể hiện tốt bản lĩnh trong công việc, nhờ vậy khả năng bạn được thăng tiến hoặc cử đi tu nghiệp nước ngoài là hoàn toàn có thể. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 cho đến hết tháng. Tâm trí của người tuổi Nhâm Dần yêu thích những điều giản đơn, không cầu kỳ và không quá phức tạp trong cuộc sống. Với tư duy tối giản đó, bạn rất xuất sắc trong việc phân tích những vấn đề rối rắm thành những việc đơn giản hơn, từ đó dễ dàng đưa ra những giải pháp cho mọi thứ. Thời gian này, người tuổi Nhâm Dần nên tận dụng tốt cơ hội đang có, nên có thể thăng tiến chuyển lên vị trí tốt, trước hết sự nghiệp thuận lợi, góp phần giúp bạn gia tăng thu nhập hàng tháng đang trên đà thắng lợi. Với những ý tưởng mới mẻ được triển khai, có thể những bước đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng bạn sẽ sớm thấy kết quả như mong đợi. Khía cạnh tài chính cũng cho thấy, người tuổi Nhâm Dần đang có những dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, việc đầu tư, kinh doanh, buôn bán thuận lợi nên tiền bạc phải sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, đó không phải là số tiền mất đi, nếu bạn sử dụng đúng cách, đúng hướng thì nó sẽ mang lại nguồn lợi khổng lồ cho bạn. Về khía cạnh tình cảm, có thể thấy có những tác động thôi thúc bản thân bắt đầu một mối quan hệ mới, những ai đang yêu nên cân nhắc tiến lên nấc thang tình cảm cao hơn. Tuy nhiên, rắc rối liên quan đến người thứ ba có thể xảy ra để thử thách tình cảm của hai người.
đối với những ai còn độc thân, có thể gặp nửa kia lý tưởng, nhiều người đưa ra quyết định kết hôn, hoặc chọn vợ, hoặc chồng trong thời gian này. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Mão. Tiểu nhân là tuổi Tỵ, tuổi Hợi. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu đen. Con số phát tài là số 82, số 76 và số 36. Vâng, kính thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Nhâm Dần, sinh năm 1962. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!